rất khó khăn. Của Bùi Trọng Vinh đã bị vẻ rất căng rồi, nhưng mà liệu Bùi Trọng Vinh có chịu được hay không? Thi đấu cũng là đêm nay, đêm nay là của các bạn, hãy cống hiến hết mình, chúc may mắn. Sẽ đến với trận bán kết độc thân trên đường giữa Bùi Trọng Vinh và Trần Minh Nhật. Và kế bên tôi đây là một sự bất ngờ, đó là nhà vô địch của hạng cân này của DFM mùa trước, anh Trần Trọng Kim. Xin chào anh Trần Trọng Kim. Xin chào, tôi là Trần Trọng Kim, nhà vô địch mùa giải trước, và tôi sẽ ngồi đây với bình luận viên. Vâng, một sự giới thiệu vô cùng ngắn gọn của anh Trần Trọng Kim. Anh Trọng Kim, anh đánh giá như thế nào về hai đối thủ của mình ở trong trận đấu này? Toàn diện, rất ngắn gọn. Về anh, về suy nghĩ của mình thì anh thích đấu với ai hơn, Bùi Trọng Vinh hay là Minh Nhật nào? Đối với mình thì mình sẽ thích đấu với lại Minh Nhật hơn. Minh Nhật là tại sao vậy anh? Cái tính cách của bạn cũng giống mình, rất là nghệ sĩ. Hai người nghệ sĩ gặp nhau đây. Và trên sàn bây giờ lúc này thì chúng ta có thể thấy là Bùi Trọng Vinh đang là người có tần suất cũng như điểm số cao hơn ở những cú đánh trúng đích của mình. Anh nhận xét thế nào về Bùi Trọng Vinh? Striking rất là tốt. Bây giờ thì Trần Minh Nhật có một cú đạp chích ngang vô cùng chuẩn xác. Quá đẹp. Và bây giờ là underhook dành cho Bùi Trọng Vinh. Rất bất ngờ khi Bùi Trọng Vinh đưa đối phương của mình xuống sàn. Nhưng hãy chờ xem màn trình diễn của Bùi Trọng Vinh xuống sàn. Anh ấy sẽ làm được điều gì đây? Vẫn là những tình huống sai cản trô thôi. Đầu của Minh Nhật và Bùi Trọng Vinh áp sát vào nhau. Tiếp tục là sai cản trô. Nếu là anh trong cái tình huống như này thì anh sẽ làm gì khi mà mình là người gặp bất lợi hơn nằm dưới anh Trọng Kim? Mình cũng có tập qua nhưng mà thực sự là rất là khó trong cái tình huống này. Và bây giờ là vẫn là lợi thế dành cho Bùi Trọng Vinh. Và đã có cú trỏ đầu tiên xuất hiện từ phía của Bùi Trọng Vinh. Chúng ta mới ra chỉ 3 phút đầu tiên của trận đấu mà thôi. Bây giờ là gắt đóng của Minh Nhật. Anh có đánh giá là việc mà Bùi Trọng Vinh đưa Trần Minh Nhật xuống đất như thế này là một sự bất ngờ hay không anh Trần Trọng Vinh? Rất là bất ngờ, mình coi ở đây mình đang rất là bất ngờ. Có thể thấy là Bùi Trọng Vinh vẫn đang ở trên Minh Nhật. Những cú đấm vào vùng sườn của Bùi Trọng Vinh đang ngày càng nặng thêm. Điều này sẽ tiêu hao đi năng lượng của Minh Nhật. Wow. Liên tục là những tình huống ground and pound của Bùi Trọng Vinh. Bùi Trọng Vinh giữ một tay Minh Nhật và trọng tài sẽ đưa hai võ sĩ về một tư thế, về một khoảng không gian tốt hơn. Với cái việc mà thi đấu tại dây lồng như vậy thì có khác biệt gì với thi đấu trong sòng sắt không anh Trọng Kim? Nó sẽ có vướng vào dây, nhưng mà các võ sĩ sẽ phải tập xử lý tình huống này. Với cá nhân anh thì anh thích thi đấu trong lồng hay ở dây dài hơn? Mình thích thi đấu dây. Và quay trở lại với trận đấu thì bây giờ những cú round and pound của Bùi Trọng Vinh đã càng ngày càng nặng hơn rồi. Và Bùi Trọng Vinh đang làm chủ ở hiệp thi đấu đầu tiên này. Áp lực rất lớn của Bùi Trọng Vinh lên người của Minh Nhật. Có vẻ sau một khoảng thời gian nghỉ thi đấu khá lâu trước trận tứ kết của GMA đã khiến cho Minh Nhật phần nào đó làm tiêu hao đi sức mạnh cũng như là kỹ thuật của mình. Nhưng bây giờ thì Minh Nhật vẫn đang chống chọi tốt trước một Bùi Trọng Vinh, một võ sĩ trẻ hơn rất nhiều. Khi mà đối diện với một võ sĩ trẻ dạng như Bùi Trọng Vinh thì anh sẽ làm gì hả anh Trần Trọng Kim? Mình sẽ dùng tốc độ, cự ly.
Bây giờ thì Minh Nhật vẫn chưa có phương án lật người, anh vẫn đang bị Mù Trọng Vinh kiểm soát tốt và đè nặng thân trên của mình. Liên tục là những cú round pound rất nặng của Mù Trọng Vinh. Về mặt điểm số thì bây giờ chúng ta có thể thấy là Mù Trọng Vinh đang là người chiếm ưu thế. Minh Nhật đang đưa cái hông của mình đẩy Mù Trọng Vinh ra để hạn chế lại sức mạnh từ những cú round pound. Tay của Minh Nhật đã móc vào dây đài rồi và chắc chắn sẽ nhận được một lời nhắc nhở của trọng tài. Liên tục là những cú búa về phía bả sườn. Ngồi ở các bình luận lúc này thì anh có nghe thấy được âm thanh từ những cú đấm của Mù Trọng Vinh không? Ngồi đây là nghe rõ luôn. Và bây giờ là lại là một tình huống xoay sở tiếp. 10 giây cuối cùng. Trong những lúc 10 giây cuối cùng này thì anh suy nghĩ như nào trong mỗi trận đấu của anh Trọng Kim? Vẫn bình tĩnh, xử lý tình huống. Và ngay lúc này thì hiệp 1 của trận đấu đã kết lại. Nó bất ngờ. Và chúng ta sẽ quay trở lại với trận bán kết ở hạng cân Chim Mừng, nơi Mù Trọng Vinh đang chiếm được ưu thế trước Trần Minh Nhật. Anh đánh giá như thế nào về hiệp thi đấu đầu tiên hả anh Trọng Kim? Minh Nhật đang là một người bị thất thế ở hiệp đầu tiên. Hy vọng là hiệp này anh sẽ thay đổi. Và lại một lần nữa Mù Trọng Vinh áp sát và muốn quật ngã Minh Nhật xuống sàn. Minh Nhật đang phải chống chọi lại sức trẻ đối với Mù Trọng Vinh. Một tình huống gối chính xác của Mù Trọng Vinh. Cố gắng đưa đối phương xuống sàn. Liên tục là những cú của Minh Nhật nhưng nó không cản bước được Mù Trọng Vinh đưa anh xuống sàn. Một tình huống quét chân của Mù Trọng Vinh. Và bây giờ là gắt đóng dành cho Minh Nhật. Và bây giờ là nỗ lực triangle của Trần Minh Nhật. Một người mà chuyên bẻ khóa như anh Trọng Kim thì anh nghĩ triangle là một đòn đánh như thế nào? Khó vô trong trường hợp này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thấy những tình huống đá ở tầm thấp của Mù Trọng Vinh. Và vừa rồi là một tình huống bẻ góc và ngay lập tức một cú đấm đi vào mặt của Trần Minh Nhật. Wow. Anh đánh giá sao về thể lực của Mù Trọng Vinh? Quá tốt, bạn là người đánh chuyên về striking nhưng mà lần này bạn thể hiện trong những cái tình huống vật là quá tốt, thể lực đều. Đây không chỉ anh bất ngờ đâu anh Trọng Kim ạ, em nghĩ bây giờ là Trần Minh Nhật cũng đang rất bất ngờ. Vẫn là những tình huống round pound và Minh Nhật vẫn cố gắng siết áp một bài đòn triangle nhưng không thành công. Và bây giờ là những cú búa của Mù Trọng Vinh. Với tình huống hữu không thành công của Minh Nhật. Và tiếp theo đó là những tình huống up kick. Lợi thế sải chân dài sẽ giúp cho những tình huống up kick của Minh Nhật có được đôi phần lợi thế. Mù Trọng Vinh vẫn đang tìm góc để có thể đi qua khỏi được sự bảo vệ của hai chân của Trần Minh Nhật. Bây giờ là sai cản trô cho Mù Trọng Vinh. Kiểm soát rất tốt đến từ võ sĩ của No One Muay Club. Và kèm theo đó là những cú trỏ nữa. Quá bất ngờ. Minh Nhật đang cố gắng lật người lại. Sức trẻ của Mù Trọng Vinh đã lên ngôi. Và bây giờ là gắt đóng lên cho Minh Nhật. Nếu là Minh Nhật ở trong những tình huống như thế này thì anh sẽ làm gì? Anh Trần Trọng Kim.
quả rất là khó để mình sẽ tránh gặp những trường hợp này. Xin cảm ơn anh những chia sẻ rất thật lòng đến từ một võ sĩ như anh Trần Trọng Kim. Tiếp tục là những nỗ lực của cả hai võ sĩ, nỗ lực phòng ngự của Trần Minh Nhật và nỗ lực tạo ra khoảng cách và tung ra những cú ground pound của Bùi Trọng Vinh. Và bây giờ Bùi Trọng Vinh một lần nữa lại đứng lên, ưu thế vẫn đang dành cho quá lớn đối với đại diện của No One More Club. Bùi Trọng Vinh đang rình rập Trần Minh Nhật, nhưng đây có lẽ chỉ là khoảng nghỉ cho Bùi Trọng Vinh. Ngay khi có được hơi thì Bùi Trọng Vinh sẽ lao vào và có những tình huống ground pound về phía đầu của Trần Minh Nhật. Anh đánh giá sao về lối chơi của Bùi Trọng Vinh? Nó chỉ đơn giản là lấy sức để phá lối chơi của đối phương, hay đây hoàn toàn là một chiến thuật? Không, đây hoàn toàn là một chiến thuật. Bạn đánh rất tốt, kiểm soát rất tốt. Thế trận vẫn đang nghiêng về võ sĩ của No One More Club. Nói đến No One More Club thì chúng ta chỉ nghĩ là các võ sĩ sẽ thi đấu thuần sở striking, tại vì đây là một câu lạc bộ Muay Thái. Nhưng sự cải tiến cũng như sự học hỏi của họ thì bây giờ họ đang thi đấu một cách song phẳng với những võ sĩ tập grappling lâu hơn mình. Anh đánh giá đây có phải là một sự đầu tư hợp lý của chủ của câu lạc bộ Nguyễn Trường Chính Nhất hay không? Có thể. Và bây giờ lợi thế vẫn đang dành cho Bùi Trọng Vinh. Những cú đấm vào phần body của Minh Nhật đang khiến cho Minh Nhật phải chịu khá nhiều sự tổn thương. Minh Nhật vẫn đang cố gắng đẩy hông ra để hạn chế sức mạnh từ những cú đấm của Bùi Trọng Vinh. Liên tục là những cú đấm vào vùng sườn. Những cú đấm vào vùng sườn ấy, cảm giác nó như thế nào anh Trần Trọng Kim? Khó thở, rất là phê. Rất khó thở. Và bây giờ Minh Nhật vừa là người nằm dưới và vừa là người phải chịu những cú đấm, cũng bất lợi rất lớn đến cho đại diện của Liên Phong MMA. Ý đồ đánh ground pound thất bại của Bùi Trọng Vinh khi Minh Nhật áp sát đầu lại và hiệp 2 đã khép lại. Hãy gửi những lời chào đến khán giả đi ạ. Xin chào tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu cuối cùng, trận đấu giữa Bùi Trọng Vinh, người đang nắm rất nhiều ưu thế, và Trần Minh Nhật, người đang gặp rất nhiều bất lợi. Anh đánh giá trong hiệp thi đấu thứ ba này thì Trần Minh Nhật có tất tay không? Thì Trần Minh Nhật đang rất là thất thế. Thế lực của Bùi Trọng Vinh còn quá tốt. Nhật có lẽ hiệp này cũng sẽ bị thất thế. Và chúng ta hãy nhìn cái khuôn mặt của Bùi Trọng Vinh đi, anh ấy vẫn đang mở to hai mắt và rất tỉnh táo. Còn Minh Nhật thì đang phải, thật sự là đang rất gặp rất nhiều khó khăn rồi. Và bây giờ thì Bùi Trọng Vinh lại áp sát. Quá khỏe. Đó là những tình huống có được underhook của Bùi Trọng Vinh. Nhưng liệu Bùi Trọng Vinh có thể đưa đối phương xuống sàn hay không? Thật sự bây giờ thì Trần Minh Nhật chỉ biết chống trả thôi. Bùi Trọng Vinh quá khỏe. Và liệu có một biến số nào không? Single leg takedown bất thành của Bùi Trọng Vinh. Trở lại tư thế đánh đứng và ngay lập tức lại là một tình huống double leg takedown. Tuyệt vời. Nhưng bây giờ lại là một tình huống takedown single thành công. Và người làm trên một lần nữa lại là Bùi Trọng Vinh. Quá khỏe. Anh nghĩ là Bùi Trọng Vinh đã phải tập những cái gì để có thể khỏe như vậy à anh Trần Trọng Kim?
Còn mình nghĩ là bạn tập rất là nhiều. Bây giờ thì ngồi với chúng tôi ở đây thì anh đã có phương án gì để chống chọi lại cái sức khỏe đó chưa anh Trần Trọng Kim? Chắc phải để về mới được. Vâng ạ, chưa cái gì cũng cần được cả thời gian để suy nghĩ đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì thế trận vẫn nằm trong tay của Bùi Trọng Viên. Rất khó khăn. Bùi Trọng Vinh đã bị bẻ rất căng rồi, nhưng mà liệu Bùi Trọng Vinh có chịu được hay không? Lệ Điêu có phải là một tình huống lật kèo hay không? Và Bùi Trọng Vinh đã thoát khỏi chai Agoraba. Một màn thi đấu vô cùng cảm xúc. Lại thêm một màn thoát điểm tuyệt vời nữa trong đêm này của các võ sĩ GMA. Anh đánh giá sao về một màn thoát thua vừa rồi? Rất là khỏe, Bùi Trọng Vinh rất là khỏe. Tưởng chừng đó là cơ hội cho Trần Minh Nhật lật lại thế cờ, nhưng nó đã quá xa tầm tay của Minh Nhật rồi. Người đang chiếm được sai càng trô là Bùi Trọng Vinh. Bùi Trọng Vinh đang cố gắng đè một chân của Minh Nhật xuống, đè cả lườn nữa, và bây giờ không bước được lên bụng, nhưng Bùi Trọng Vinh đang ở phía trên. Và bây giờ là tình huống phòng ngự áp kích dành cho Trần Minh Nhật. Trận đấu quá khó khăn đối với Trần Minh Nhật. Và Trần Minh Nhật chỉ còn 2 phút để sửa sai trong trận đấu này. Wow. Cú này của Trần Minh Nhật, nhưng nó là không đủ để ngăn con quái thú mang tên Trần Trọng Vinh áp sát và vật anh xuống sàn. Nhưng mà bây giờ lại là một single thành công nữa. Đến từ No One Muay Club, của lò đào tạo Muay Thái, nhưng Bùi Trọng Vinh đang chơi như một rappler chính hiệu. Anh nghĩ việc mà Bùi Trọng Vinh chơi như rappler như vậy nó có gây ra hoang mang cho anh ở trận chung kết hay không? Còn mình chỉ đang quan sát là bạn ấy rất là thích thú với cái việc này. Anh rất thích thú với việc mà Bùi Trọng Vinh đánh rappling như thế này. Rất tuyệt vời. Và bất lợi vẫn là của Minh Nhật. Việc mà Minh Nhật chống trả Bùi Trọng Vinh, một người khỏe như vậy, đến thời lúc này cũng đã là rất tốt rồi. Đã tuyệt vời. Trần Trọng Kim, anh đánh giá như thế nào về mặt bằng võ sĩ của giải đấu năm nay? Tiến bộ hơn năm trước rất là nhiều. Và điều này có làm anh lo ngại không? Anh phải tập thêm gì không? Không, mình rất là mừng bởi vì các bạn tiến bộ lên. Vâng, anh cũng là một võ sĩ với tâm hồn nghệ sĩ, nên anh luôn mong muốn có thử thách đúng không ạ? Đúng rồi. Và bây giờ vẫn là những nỗ lực tung ra những đòn đánh của Bùi Trọng Vinh. Vẫn không thể buông tha. Bùi Trọng Vinh quá khỏe so với Minh Nhật, trọng tâm quá tốt. Đây xứng đáng là một trận đấu tâm điểm của ngày hôm nay. Và lại một tình huống nữa mà Trần Minh Nhật muốn set up đòn triangle. Và liệu lần này anh có thành công hay không? Vẫn là những tình huống giữ tay của Bùi Trọng Vinh, và Bùi Trọng Vinh đã hạ thấp thân thể. Và bây giờ là những tình huống raw and tall. 10 giây cuối cùng. 3, 2, 1. Hết giờ. Một trận đấu quá tuyệt vời của Bùi Trọng Vinh. Thì em mời anh lên nha. Wow. Bất ngờ quá. Anh ngồi đây thôi, lúc nào